Sáng ngày 27 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự hội nghị xúc tiến đầu tư thành phố Hà Nội với chủ đề Hà Nội 2020 Hợp tác đầu tư và phát triển. Đây là địa phương đang quyết tâm tiên phong đi đầu trong hồi phục và phát triển kinh tế sau dịch bệnh COVID-19 với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn 1,3 lần mức tăng của cả nước trong năm 2020. Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ. Từ đầu năm 2020 đến nay, đại dịch COVID-19 đã tác động ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế thủ đô, giảm sâu trong tháng 4, hồi phục trở lại từ giữa tháng 5 và tăng trưởng mạnh trở lại trong tháng 6. Trên cơ sở kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2020, đại biểu lãnh đạo các bộ ngành, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp sẽ cùng nhau trao đổi, đề xuất các giải pháp thu hút hiệu quả các dự án hợp tác đầu tư trên địa bàn Hà Nội, nhằm đóng góp cho sự phát triển nhanh, bền vững của thủ đô cũng như của cả nước trong thời gian tới. Thưa quý vị, Hội nghị Hà Nội năm 2020 Hợp tác đầu tư và phát triển là cơ hội thể hiện sự gắn kết giữa chính quyền thành phố Hà Nội, lãnh đạo các tỉnh, thành phố tham dự hội nghị với các nhà đầu tư, doanh nghiệp cũng như với các đơn vị tổ chức làm chức năng cầu nối đưa nhà đầu tư doanh nghiệp đến với thành phố nói riêng và Việt Nam nói chung. Hội nghị cũng là minh chứng cho sự quyết tâm của thành phố Hà Nội không chỉ tiên phong, gương mẫu và chiến thắng trong cuộc chiến chống COVID-19, mà còn tiên phong, gương mẫu và quyết tâm chiến thắng trên mặt trận phục hồi phát triển kinh tế. Trong giai đoạn 2016-2019, kinh tế thủ đô có mức tăng trưởng cao, bình quân 7,3-7,5% một năm, quy mô GDP hiện nay đạt 1,06 triệu tỷ đồng, tương đương với khoảng 45 tỷ đô la Mỹ. GDP bình quân đầu người đạt 5.420 đô la Mỹ, bằng 1,8 lần so với bình quân cả nước. Qua hội nghị, thành phố Hà Nội tiếp tục thể hiện quyết tâm là địa phương tiên phong đi đầu, phục hồi và phát triển kinh tế sau khi kiểm soát được dịch bệnh. Đây cũng là cái dịp để Hà Nội khẳng định những giải pháp căn cơ nhằm thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, các nhà đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, vượt qua mọi khó khăn thách thức, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2020. Đánh giá về lợi thế đầu tư vào Hà Nội, nhiều doanh nghiệp cho rằng Hà Nội đã tạo được thuận lợi rất nhiều cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp ngay sau khi kiểm soát được dịch COVID-19. Trong 4 năm trở lại đây, Hà Nội luôn trực tiếp đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp để tháo gỡ các khó khăn, các vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt các thủ tục đầu tư về mặt pháp lý, rồi cung cấp thông tin minh bạch và thuận lợi. Và Hà Nội cũng thành lập riêng một cái trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội để làm sao thu hút các nhà đầu tư một cái kênh chính thức. Tại hội nghị, Hà Nội cam kết đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, vượt qua mọi khó khăn thách thức, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2020, tăng trưởng GDP cao hơn 1,3 lần tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước và phấn đấu hoàn thành 285.000 tỷ đồng dự toán thu ngân sách năm 2020.